Theo lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Rockland hôm 26 tháng 3 vừa qua, trẻ em dưới 18 tuổi chưa tiêm phòng sởi sẽ không được đến các khu vực công cộng, kể cả trường học. Sau khi lệnh cấm được ban hành, đã có hơn 500 trường hợp đi tiêm phòng vaccine chỉ trong vài ngày. Giới chức hạt Rockland khẳng định, con số này cho thấy lệnh cấm đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân và đây là một bước đi đúng đắn để nâng tỷ lệ tiêm phòng sởi trong cộng đồng lên 93%, tỷ lệ cần thiết để ngăn dịch bùng phát. Mặc dù Mỹ đã tuyên bố xóa sổ bệnh sởi hồi năm 2000, nhưng dịch đã bùng phát trở lại ở 5 bang. Từ đầu năm đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 300 trường hợp nhiễm sởi, trong đó riêng tại hạt Rockland có 157 ca. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng sởi tại nhiều khu vực có dịch bùng phát chỉ ở mức thấp 60%.